Các bạn đang cảm thấy hào hứng như tụi mình không? Đội ngũ đang gấp rút lên đường từ chi nhánh Điện Biên Phủ đến Nhà Bè để bàn giao chiếc đàn piano cơ YBL51 cho em trai ở video trước đó. Không biết đội vận chuyển đã đến chưa nhỉ? Wow, đội tải đã đến đúng hẹn. Mình đang trò chuyện với ba của em về món quà tuyệt vời này. Anh cười nói vui vẻ với mình rằng chiếc đàn này chính là sự động viên của gia đình dành cho niềm đam mê của con trai. Hấp dẫn quá phải không nào các bạn? Nhưng đợi đã, mình xích quên phụ kiện không thể thiếu cho mọi cây đàn piano cơ, đó chính là ống sưởi. Mình đi lấy ngay, chờ tí nhé các bạn. Trong khi đội đang cẩn thận đưa đàn vào trong thang máy, mình sẽ giới thiệu qua về quy trình đóng gói của Minh Phụng Music. Mỗi cây đàn trước khi xuất kho đều được bọc nhiều lớp ni lông dày chống ẩm, đặc biệt cần thiết vì dạo này thời tiết 20 chiều. Phần nắp đàn được bảo vệ kỹ lưỡng bằng nhiều lớp nệm mềm giúp tránh va chạm không mong muốn làm ảnh hưởng đến bộ máy bên trong. Chiếc đàn piano BL51 được đưa vào phòng của em trai. Ba của em rất vui khi tự tay chạm vào chiếc piano này và đã cùng với đội tháo lớp ni lông bảo vệ. Mình cũng tranh thủ hướng dẫn gia đình về cách sử dụng đàn và thời gian hợp lý để cắm ống sưởi, chỉ một ngày mỗi tuần là đủ để duy trì độ ẩm trong phòng lạnh. Đây chính là chiếc đàn KY-BL51 tuyệt đẹp với thiết kế dáng đứng thanh lịch mang phong cách châu Âu. Khung đàn được đúc từ gang chắc chắn, sâu bo bằng gỗ vân sam, cộng hưởng hoàn hảo. Bộ búa đàn được chế tác bằng nỉ cao cấp và pedal hợp kim chống gỉ, mang lại trải nghiệm đỉnh cao cho người chơi. BL51 hiện đang được Minh Phụng Music ưu đãi đến 27%, chỉ còn 22 triệu đồng. Ngoài ra khách hàng còn được bảo hành lên đến 10 năm cùng 2 lần lên dây miễn phí. Để buổi bàn giao được chỉnh chu và hoàn hảo nhất thì các bạn sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện chất lượng, đó là khăn phủ phím bằng nỉ tránh bụi bẩn rơi vào phím, khăn phủ đàn bằng vải nhung giúp tạo điểm nhấn cho cây piano và mang lại vẻ đẹp tinh tế cho căn phòng. Cuối cùng là ghế piano tăng đơ điều chỉnh tư thế thoải mái cho người chơi. Buổi bàn giao hôm nay đã thành công tốt đẹp. Hãy ghé thăm Minh Phụng Music để khám phá những mẫu đàn upright chất lượng với mức giảm giá lên đến 30%. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Rộn ràng trời, nếu anh sẽ sót nhiều nha, để tụi mình còn làm thêm video trải nghiệm đi bạn, không thừa bye bye tặng đến hẹn.